Hùng Huyền Đông Anh xin mời quý vị và các bạn tham khảo một bộ âm thanh ở phân khúc cao cấp. Đây là một bộ âm thanh mà quý vị và các bạn có thể vừa dùng nghe đa dạng các loại nhạc và vừa hát karaoke gia đình rất hay, rất tốt. Bộ âm thanh này Hùng Huyền Đông Anh đang ghép bao gồm một cặp loa Bose 501 Series 3, một cặp loa BMB 880C, một chiếc đẩy Crown của Mỹ Macrotech 1202 và chiếc vang tôi đang dùng ở đây là chiếc vang thế hệ mới nhất của hãng Neck, có model là FX9 Plus. Để hát hay, hát tốt và độ nhạy cao thì tôi đã sử dụng bộ micro không dây của hãng AAP, có model là K800 25 mã. Đây là một model mic không dây có chất lượng cao của hãng AAP mà giá thành thì lại rất hợp lý. Với bộ âm thanh này thì quý vị và các bạn có thể nghe đa dạng các loại nhạc cũng như thưởng thức karaoke gia đình một cách thoải mái và tự tin, bởi chiếc echo, chiếc vang cơ chống hú của hãng Neck có độ vang nhạy rất cao, và đặc biệt là tiếng mic cho ra rất dày, rất ấm. Hiện nay cặp loa Bose 501 Series 3 đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 17.500. Cặp loa BMB 880C đang được bán tại đây là 7.500.000 đồng. Một cặp loa BMB Bass 25, 4 loa tép. Một chiếc đẩy Crown Macrotech. Vâng, Crown Macrotech 1202 chạy điện 120V. Điện Mỹ đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 19.500. Chiếc vang Neck FX9 Plus thế hệ mới nhất có đèn nét đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá 2.500.000 đồng. Và cuối cùng là cặp mic, bộ mic không dây AAP hàng chính hãng, có model là K800 25 mã, đang được bán tại đây với giá là 3.900.000 đồng. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm cho gia đình mình một bộ âm thanh để vừa nghe nhạc vừa vui vầy hát karaoke gia đình thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh, cửa hàng điện tử Hùng Huyền Đông Anh. Và số điện thoại liên hệ 0984 285 477. Tôi xin nhắc lại là 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh dùng duy nhất một số điện thoại di động này, và với số điện thoại này bạn có thể tìm Zalo, Facebook và YouTube của Hùng Huyền Đông Anh để xem nhiều hình ảnh cũng như video clip hơn. Nếu yêu mến Hùng Huyền Đông Anh thì quý vị và các bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh cũng như đặt chuông thông báo ở trên kênh YouTube để luôn nhận được thông báo có video mới do Hùng Huyền Đông Anh phát hành mỗi ngày. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn thưởng thức âm thanh của bộ âm thanh mà Hùng Huyền đang ghép gửi đến quý vị và các bạn. Bose 501 Series 3 là Bass 25. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua âm thanh từ bình dân đến cao cấp thì xin mời đến với cửa hàng điện tử Hùng Huyền Đông Anh tại số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Ngân hàng Nông nghiệp huyện Đông Anh,
điện thoại 0984 285 477. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Nguyễn Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.